Hello, lại là mình đây, mình là Mai Phương đây và mở đầu video sẽ là fan nạt nha. Tại vì trong mấy lần trước mình khá là bận, mình cũng quên chèn vô á. Thì đây là những cái fan nạt mà dễ bé bé xinh xinh của mấy bạn mà gửi bên Discord cho mình. Đó, các bạn có thể nhìn thấy độ cute của những cái fan nạt này. À, và gửi lời cảm ơn đến mấy bé đã gửi cho mình những cái fan nạt siêu xịn nha. Đây là cái phiên bản gọi là phiên bản bình thường, phiên bản dễ thương, phiên bản cute. Và tiếp theo đó là cái tấm hình, đó là phiên bản gọi là sao ta? Bựa, theo kiểu phong cách bựa. Xong rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem đến đoạn này nha và chúng ta sẽ đến với phần video nhé. Hello mọi người nha, mình là Mai Phương đây và trước tiên thì mình nói là ngày hôm nay mình chỉ dành cho khoảng 3 tiếng mấy, 4 tiếng để ngủ thôi. Và thời điểm mình quay đó là, để xem, 6 giờ mấy sáng đó. Cảm thấy mình thấy khá là mệt mỏi, tại vì khuya đó mình bấm điện thoại khá là nhiều rồi, bữa nay hơi mệt mỏi nhưng mà mình cũng tranh thủ quay video kể lại với các bạn một xíu trong ngày chủ nhật này. Để coi, điều đầu tiên, một cái tin gọi là nó hơi gọi là sân si một xíu. Thì trong, để mình qua game kia đi, qua game kia đi cho dễ nói nha. Mình đang ở trong cái game mà mình nghĩ là đang hot nhất hiện nay. Hot nhất thì cũng không phải, nhưng mà nói chung là các bạn chơi khá là nhiều á. Thì nói về cái game này thì hôm nọ là anh gà anh up cái video về cái game này. Và có một bạn, và bạn ấy có comment lời một lời hơi khiếm nha một xíu, nói là so sánh giữa video của mình và video anh gà. Thì thật ra thì có thể là bạn này gọi là fan của mình đi, bảo là để mình xem có gì thì mình sẽ chèn hình cái comment của bạn đó. Thì nói chung là mình cũng khá là buồn vì bạn ấy comment những lời thiếu khiếm nhã như vậy. Là bởi vì sao? Tại vì nếu mà trước khi mà các bạn đi comment á, thì các bạn phải gắn não của mình vô để mà nói chuyện cho lịch sự. Thì cho các bạn ghét hay là chê bai gì đó thì nói chung cũng có văn minh một xíu. Tại vì bạn này bạn comment nó xưng mày tao các thứ. Mình thấy đúng không, khá là phù hợp. Cái đó cũng chả có tốt đẹp gì mà các bạn có thể nói chuyện theo cái cách kiểu đó được. Đó thì nói chung rất cảm ơn bạn đó đã nói chung là thích cái xem video của mình. Nhưng mà cái sự so sánh và cái cách bình luận như thế thì mình không chịu đâu. Mình cảm thấy khá là buồn về cách comment đó. Và nếu mà theo cái bạn vẫn giữ cái phong cách mà comment theo kiểu đó thì sau này các bạn cũng không có thể comment nữa trên kênh đâu, tại vì sẽ bị lóc hết trơn à. Đó là điều mình nhắn gửi trước tiên về cái vấn đề các bạn comment trên video của một ai đó hoặc là trên kênh anh gà thì các bạn vui lòng dùng cái não của mình comment cho một cách lịch sự. Dù cho các bạn có chê hay là gì đó thì ý kiến một cách, ý kiến giùm mình một lời chân thành đi, chứ đừng có kiểu ăn nói sắc sược như vậy. Mình cũng không thích kiểu đó lắm đâu. Cũng là về anh gà, nhưng mà cái tin này sẽ là một cái tin vui với các bạn nào mà đang hóng đồ chơi từ anh gà. Thì hôm qua mà là 12 giờ khuya ngày hôm nay, ổng có gửi cho mình tin nhắn, đó chính là việc thông báo mà đồ chơi mới đã về. Nó và bên cạnh đó ổng cũng có ké mua hai quyển sách siêu anh hùng gì đó, mình cũng không biết tại mình không có rành về cái series siêu anh hùng. Đó thì ổng cũng có khoe với mình là ổng có ké được hai cuốn sách siêu anh hùng. Rồi series lần này về đó chính là series bản cũ với lại một cái series mới, series thứ 5. Đó có hình luôn, mình dàn cho các bạn xem luôn. Và để mình xem, để mình vào web thử coi ổng đang mở bán cái gì. Thì với bạn nào mà đang có dự định mua đồ chơi thì bây giờ các bạn có thể lên trực tiếp web Shopee của anh gà. Vâng, thì mình đang ở trong cái web Shopee của anh gà đây. Và kéo xuống thì mình thấy cũng có một số hộp mở bán rồi. Thì bây giờ mình sẽ bấm qua cái phần mới nhất để coi sẽ như nào nha. Đó thì đây hình chất, mình không biết là cái hình này ông cập nhật hồi nào nữa. Chắc mới cập nhật 6 giờ trước quá. Đó thì cái lần này có khá nhiều đồ chơi sinh động luôn. Hình như là ông có bán hộp này đúng không ta? Này như chỉ có một hộp thôi à.
và cũng có chỉ tường tận là cái việc và đặt hàng sẽ như thế nào. Và các bạn lưu ý nha, khi mà mặc mua cái này thì nên hỏi ý kiến của ba mẹ. Nếu mà ba mẹ đồng ý thì các bạn hãy mua, chứ nhiều khi các bạn đặt mua nhưng mà đến khi nhận giao hàng á, người ta giao tới nhà, ba mẹ bạn phát hiện và ba mẹ bạn sẽ từ chối cái hộp quà đó thì sao? Đúng không nè? Trở lại với catalog thì sẽ có những vật phẩm gì? Thật ra thì chẳng có những vật phẩm gì cả. Hôm nay chỉ là cái video linh tinh nói về vài vấn đề thôi. Đó, và thông báo việc đồ chơi Roblox đang mở bán. Và đương nhiên là sẽ có nhiều cái hộp quà, ủa không phải nhiều hộp quà mà là nhiều hộp đồ chơi anh gà sẽ cập nhật lại và up hình lên tiếp để mở bán. Đó, thì cái việc phần catalog nó cập nhật này kia cho nên là sẽ mất những cái phần gọi là không có review được, không kiếm được những cái vật phẩm miễn phí. Thì các bạn vui lòng lên web á, chứ trên cái ứng dụng như thế này thì sẽ không thể nào mà thấy được, không thể nào mà thấy được những cái vật phẩm miễn phí sẽ như thế nào. Như mình đã nói rồi thì đây là trên trang web của Roblox, thì các bạn lên Google Chrome hoặc là những cái trình duyệt ứng dụng nào đó, đừng có vô ứng dụng, chứ ứng dụng là nó sẽ không có cập nhật được cái giao diện như thế này đâu. Thì để mà xem những cái vật phẩm mà mới cập nhật thì các bạn sẽ chọn cho mình ở cái phần shopping, xong sau đó thì các bạn sẽ chọn ở chỗ update hàng thứ tư từ trên xuống dưới và hàng thứ ba từ dưới lên trên đó, và nhấn cho mình chữ Affiliate. Đó thì những cái vật phẩm mà mới cập nhật giá này kia mới nhất thì nó sẽ như thế này, còn mà trên ứng dụng thì nó sẽ không có hiện thị như thế này đâu, rất là khó. Giờ rất thay đổi nhiều lắm rồi cho nên là không có thể nào mà theo giao diện cũ được. Và nhiều khi có những vật phẩm miễn phí á, con bot trên Discord tôi cũng không thèm thông báo luôn đó, có rất là nhiều vật phẩm rất là sinh động luôn, nhiều cái là dễ thương lắm, nhiều cái nó cũng siêu rẻ luôn. Bởi vì thế là mình nghĩ là những cái vật phẩm mà giảm giá thường khi Roblox nó cũng cắt bớt luôn rồi, nó hết giảm giá luôn, tại vì có những cái vật phẩm như thế này rồi á. Và mình nghĩ là cái video của mình cũng đã là được rồi, và đương nhiên là có những cập nhật thông báo gì về vật phẩm thì mình sẽ làm video cho các bạn xem nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo, bye bye.